Audio Jungle. Vâng thưa các bạn, bây giờ là 9:03 ngày 14 tháng 3 năm 2023 tối thứ ba ở California. Bên Việt Nam bây giờ các bạn là 11:03 ngày 15 tháng 3 năm 2023, các bạn là ngày thứ tư, chúng tôi đang là ngày thứ ba. Vâng, là Cali vẫn mưa và mưa từ hôm qua giờ là liên tục. Hy vọng là ngày mai sẽ ngưng nhưng mà rồi lại tiếp tục cả cuối tuần. Miền Bắc Cali thì bị lụt rất nhiều và tiểu bang California mới tuyên bố rằng là disaster, có nghĩa là cái trường hợp khẩn cấp cứu. Vâng thưa các bạn, vì thời giờ thay đổi chắc là các bạn Việt Nam nhiều khi chưa chuẩn bị. Thì bên Việt Nam bây giờ là các bạn là 11 giờ trưa và nếu mà các bạn nào đã khai dùng cơm, chúc các bạn một buổi cơm trưa ngon miệng. Và chúng tôi bắt buộc phải làm cái giờ này tại vì bên Việt Nam, bên Mỹ là hôm Chủ nhật đã đổi giờ, tức là sớm hơn một tiếng. Thì bây giờ bên Việt Nam đi sớm hơn 14 tiếng thay vì 15 tiếng. Thì hy vọng đây là lần buổi đuổi giờ cuối cùng, bởi vì dân Mỹ cũng đang phàn nàn về cái vụ cứ 6 tháng Mỹ đổi giờ một lần. Vào hồi xưa thì đổi giờ vào tháng 4, tháng 10, bây giờ đổi giờ vào tháng 3, hơi sớm. Trong 2 ngày vừa qua thì không phải vì đổi giờ mà vì vấn đề có những cái sự công việc, như các bạn biết ở vụ Cali này đang có những cái rất là nóng bỏng về cái vụ ông David Dương, vụ xe VinFast. Thì vụ xe VinFast thì không có liên quan gì tới chúng tôi, thế nhưng mà vụ ông David Dương thì có liên quan tới các dân cử, do đó cũng có ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của KBCHN. Ở nhà chúng tôi bắt buộc phải có đi 2 ngày hôm nay đi họp với lại tất cả các một số người, chúng tôi không tiện nói tên, để chuẩn bị cho cái những kế hoạch sắp sửa tới nơi. Thì như lần trước chúng tôi đã nói đó, thì bên ông Phan Kỳnh Nhơn và bên cộng đồng ông Bùi Phát thì đang song song với có những cái kế hoạch, ngoại trừ vấn đề họ sẽ có ra một bản tuyên cáo để lên án các nghị viên đó, và có thể sẽ là một cuộc biểu tình vào một trong những buổi sinh hoạt của thành phố gần đây nhất, có thể là cuối tháng 3 này hoặc là ngày 22 hoặc là ngày 29, thì họ sẽ biểu tình ở bên ngoài gây áp lực với thành phố, bởi vì cái sự vi phạm của ông ông Nguyễn Mạnh Chí nó quá nặng, quá rõ ràng luôn. Thì cái lá thư tôi đã gửi cho hội đồng thành phố và được các cư dân địa phương, tức là những người mà không phải Việt Nam, rất ủng hộ. Thì trước khi mà chúng tôi đi vào cái chi tiết, thì chúng tôi xin được phép, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2023. Thưa các bạn, ngày 14 tháng 3 năm 1988 là một ngày cái tang chung cho dân, cho đất nước, cho dân tộc. Thì đối với tôi cũng như các bạn, thì các bạn thì không biết sao, ở bên trong nước thì chắc chắn các bạn đã có một cái sự gọi là thương tiếc những tử sĩ của Gạc Ma. Còn đối với tôi thì bất cứ một người lính ở trong chế độ nào
thời điểm nào? Thí dụ như 1974 thì chúng ta đã có một cái vấn đề Hoàng Sa có liên quan tới các cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 74 người chiến sĩ hải quân và địa phương quân của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh sau khi đảo Hoàng Sa bị chiếm. Thì ngày 14 tháng 3 năm 1988 thì Gạc Ma cũng đã bị đánh chiếm, và cũng không ai khác lạ hơn đó là thằng Trung Cộng, một cái đất nước luôn luôn mang cái đầu óc bá quyền ở vùng Đông Nam Á. Thì để tưởng niệm, đối với tôi tất cả những người nào đã nằm xuống để bảo vệ đất nước thì dù họ mặc trên người bộ quần áo gì, quân phục gì, hay không có bộ quần áo gì nữa nhưng mà đã hy sinh để bảo vệ đất nước đều là những người con thân yêu của đất nước, những người đáng trân trọng ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Thì cái đau thương của sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó là những người đã nằm xuống cho Gạc Ma, và những người đã nằm xuống trong trận Việt Trung. Quý vị biết rằng trận Việt Trung thì vào tháng 2 năm 1979, thì tháng 3 năm 1988 chỉ còn một năm nữa là hoàn toàn là có hiệp định Hiệp ước Thành Đô, tức là chấm dứt trận đánh Việt Trung. Thì bọn cầm quyền của Trung Quốc, bọn mưu đồ bá đạo, chỉ muốn ăn ăn tươi nuốt sống Việt Nam. Trong lịch sử đã 13 lần quân tàu đã mang những cái ố, cái nỗi nhục. Có một thời gian họ đô hộ rất dài, có những thời gian họ đô hộ rất ngắn, nhưng mà 13 lần họ đều bị thất bại và phải rút về. Lần thứ 14 thì một thời gian là ngắn nhất, chỉ có 12 ngày, nhưng mà cuộc chiến đã lai rai kéo dài tới 10 năm, 1979-1989 thì chấm dứt. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được một giây phút tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh bảo vệ Gạc Ma. Cái đau khổ nhất của người lính ở Gạc Ma là họ đã chết trong tay không một khẩu súng. Họ đã chết trong lúc làm một cái hình vòng cung đứng ở trên biển mà nước ngang tới lưng, không một khẩu súng. Mà bọn Trung Quốc khốn nạn đã xả súng Đại Liên ở trên tàu để bắn, mà quý vị thấy là một xác người mà một viên đạn Đại Liên nó rất là lớn. Trên tàu không có Trung Liên, tối thiểu là Đại Liên hoặc là Đại Bác, thì Đại Liên phải nòng 50 ly, Đại Bác thì nòng 80, 20 ly. Và tất cả những người đã chết, sau đó bọn chúng tràn lên bờ, và những người ở trên bờ sau đó cũng chết. Vì chúng ta mãnh hổ quần nan địch, bọn chúng đã dùng cái chiến thuật cổ điển của chúng từ xưa nay của Trung Quốc là ỷ đông để hiếp yếu. Và những người chiến sĩ của chúng ta đã cầm ngọn cờ bất tử. Chúng tôi được xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Phước, nhà xuất bản
cuốn Gọc Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đã tặng cho chúng tôi một cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Và theo lời yêu cầu, anh cũng đã gửi cho anh Phạm Xuân ở Đắk Lắk 10 cuốn để gửi theo lời yêu cầu của tôi để tặng cho các anh em. Thì cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đó cũng bị một nhóm người, tôi không nói họ là phản động, chẳng qua là vì bất đồng chính kiến ở một cái điểm nào đó, thì thay vì xây dựng thì họ dùng cái đó để mà tấn công anh Phước. Và sau đó anh Phước cũng đã xuất bản đợt hai với lại cái phần mà gọi là Đính Chính ở trong đó. Trần Phi Trường, tức là Trần Ngơ, người của ông Thượng tá Trịnh Lê Hoài Nam, thì mới tuần qua nó Việt Vi Dân của Hoàng Công Cường đã tấn công Thượng tá Trịnh Lê Hoài Nam và nhóm Châu Huỳnh cũng như Trần Ngơ. Trước đây Trần Ngơ đòi tịch thu cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử cũng như là cuốn Lịch Sử Việt Nam 15 tập. Thì hồi đó là ông Võ Văn Thưởng đang làm chủ tịch của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2018. Thì tháng 11 năm 2017, khi tôi về Việt Nam để tham dự APEC 2017, sau đó thì tôi đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh đóng phim Tết Là Nhà với lại đài truyền hình VTV9. Và lúc đó anh Quang đang làm chủ nhiệm của VTV9, bây giờ thì anh là tổng giám đốc của hệ thống truyền hình VTV. Cuốn phim Tết Là Nhà đó chúng tôi đóng với lại bác Lê Quang Vịnh với 13 năm tù ở Côn Sơn và ca sĩ Thanh Thúy, phó chủ tịch của hội Sở Văn hóa và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Thì Thanh Thúy cũng là một đại biểu của Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn phim rất là công phu và đoàn đã đi ra ngoài Côn Đảo quay những cái hình ảnh từ mộ của chị Võ Thị Sáu trong nghĩa trang Hàng Dương. Và nhờ đó chúng tôi có dịp đi thăm tất cả những người như những cái tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam và rất nhiều mộ, hàng ngàn xa số những ngôi mộ trong đó, hàng ngàn ngôi mộ ở trong đó, những người đã nằm xuống và đã chết cho đất nước. Thăm được nơi tù của bác Lê Quang Vịnh, nơi mà những người lãnh đạo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã từng ở trong đó. Chúng tôi đã xem được cái bia khắc của đập đá của nhà chí sĩ cách mạng Phan Chu Trinh. Mặc dù không thành công trong chuyến đi, nhưng tôi đã thành nhân. Tôi mượn lời của Đảng trưởng Việt Nam Quân Dân Đảng Nguyễn Thái Học. Lý do, cuốn phim đã bị nhóm Trịnh Lê Hoài Nam
Châu Quỳnh, Trần Phi Trường, Nguyễn Thành Tuấn, Võ Tiến Trung, Hoàng Kiên, Trần Ngọc Thổ là những người đã tấn công thiếu tướng Lê Mã Lương cũng như là quyển sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử và cá nhân tôi. Bọn chúng gửi ra cả chục ngàn cái email vào. Tuy nhiên trong phiên họp thì mọi người đều quyết định chiếu cuốn phim Tết Là Nhà, nhưng chỉ có một người duy nhất không đồng ý, đó là Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn. Và ác giả ác báo, quả báo đó, thật là nhãn tiền. Không phải là đời cha ăn mặn mà đời con khát nước, mà Trương Minh Tuấn đã trả nợ ngay trong cái đời của hắn và bây giờ đang ngồi trong nhà tù để ngẫm nghĩ lại cuộc đời của nó như thế nào. Bữa hôm nay chúng tôi thay cái monitor, cậu con trai mới mua cái monitor mới 50 inch. Không biết các bạn nhìn trong cái chữ nó có thể tốt hơn không, như mọi ngày không? Chắc chắn tôi thấy rất là rõ. Mọi ngày thì cái monitor của Samsung nhất nó có 40 inch và nó hình cong thành ra, và cái chữ nó không được rõ nét giống như là cái này. Cái này là 4K đó, cái độ phân giải của nó là 4K. Không biết bạn nào xem rõ thì cho ý kiến. Vâng, thì các bạn, cuốn phim nó chỉ đề cao một người lính của Việt Nam Cộng Hòa, đó là tôi, trở về đất nước sau một thời gian lưu vong nơi hải ngoại và ý thức quê hương là chùm kế ngọt, ý thức rằng đất nước đã hòa bình và trở về để thăm lại quê hương. Vô tình trong đi ra ngoài nghĩa trang Hàm Dương thì gặp được người tù kiệt xuất Lê Quang Vịnh, và hai anh em chúng tôi đã ôm nhau khóc trước mộ của chị Võ Thị Sáu. Cuốn phim nó chỉ nói lên một cái tình cảnh và sau đó những cái ngoại cảnh, đó là nhà tù Côn Đảo. Thì ở Côn Đảo nó có hai cái nhà tù, một cái nhà tù cũ của Thái Pháp, cái rất là gọi là không biết dùng cái chữ gì để diễn tả những cái tàn bạo, những cái dã man, những cái vô nhân và những cái sức chịu đựng của những người tù cộng sản lúc đó. Ở ngay dọc bờ biển đó, có cái biểu tượng tôi quên mất là bao nhiêu người. Đó là một cuốn chuyến vượt tù duy nhất. Những tù nhân đã đóng thuyền để vượt, nhưng mà quý vị biết ở ngoài biển mà làm sao mà có thể vượt qua được những cái thuyền nhỏ. Và tất cả đều chết hết. Những sự khắc nghiệt của thời tiết. Mặc dù ở biển nhưng mà lại rất nóng, lúc nào cũng nóng, nóng hừng hực, nhất là cái mùa hè sắp sửa tới. Quý vị biết là miền Nam thì chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Không thấy các bạn nào trả lời gì hết, không biết các bạn có nghe không.
Hay là các bạn đang bận ăn cơm hay là vẫn còn đang bận là làm việc? Thì những cái ngoại cảnh như là nghĩa trang, à xin lỗi, cái nhà tù Côn Đảo, The Pub xây dựng, nhà tù sau này của Mỹ gọi là chuồng cọp, nó tân tiến hơn, sạch sẽ hơn, khang trang hơn, nhưng nó cũng độc ác hơn. Độc ác ở cái chỗ họ làm những cánh cửa sắt, mỗi một lần kẻng gõ để cho anh em tù nhân ra ngoài hoặc tới giờ đi ăn cơm thì đồng loạt tất cả những cánh cửa đó đều được gõ vào rầm 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 cùng một lượt luôn, vang tai nhức óc luôn. Mà tù nhân ở trong đó nó chịu như là kiểu nhiều người chịu ngồi phải bịt cái lỗ tai lại, tại vì nó bịt bùng mà bốn bức tường chung quanh. Tôi đi vào thăm cả hai nhà tù, chào anh Trần Trung. Các bạn cho biết là hình hình ảnh có rõ không, nhất là những chữ đó nó có rõ nét hơn là mấy bữa trước không? Bữa này dài cái monitor mới. Mà tôi không cầm được nước mắt. Rồi có những cái khu mà một cái phòng rất là chật, tất cả đều phải đứng, không có chỗ để mà nằm. Và người ta lấy, nếu mà nhẹ tù mà phản đối hay đình công thì quân cảnh họ lấy vôi bột đổ lên trên đầu, đứng ở bên trên, ở trên chống chống trơn hết, từ cái chỗ mà họ đứng họ đổ xuống đó thì phải là 4-5 mét từ dưới đất lên, nhưng mà lên được tới đó được thì hoàn toàn không có lối đi ra, nó chỉ là cái mái. Thì từ đó lên cái mái là cũng lại khoảng chừng 3-4 thước nữa, 3-4 mét, thành nhà không có cái gì ra được hết. Thì họ đổ vôi xuống thì họ tưới nước lạnh vào, thì các bạn biết nước mà gặp vôi là tự động nó nóng sôi sùng sục lên. Tôi nói như vậy để kể lại những cái sự dã man tàn bạo. Và khi đối xử với tù binh ở miền Bắc, tôi không biết những người ở miền Bắc bị bắt ở ngoài Bắc ra thế nào, ra sao. Nhưng mà đó là những hình ảnh mà tôi chứng kiến được chính phủ miền Nam đối xử với lại những người cán binh cộng sản. Tôi hãnh diện đã đóng được đóng cuốn phim đó, được mời về đóng cái cuốn phim đó, nhưng mà tôi rất buồn và cả bác Lê Quang Vịnh cũng rất buồn. Tôi có tới nhà bác Lê Quang Vịnh với một số anh em ở miền Nam, một công trình để thực hiện cuốn phim
và họ đã sửa lại những cái hình ảnh của tôi bằng một người trẻ ngoài 30 với chủ đề khác, cũng là hình ảnh đó, cũng tất cả những người cũ, nhưng mà một thanh niên trẻ ở nước ngoài về thăm quê hương. Nó khác xa ý nghĩa của một người lính ở Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, cảm ơn người dùng. Tôi có chiếu lên trên đó. Tôi chiếu nhiều lần. Bữa này tôi không muốn chiếu lại. Thì cái hồi đó tôi về để gặp Trịnh Lê Hoài Nam. Ông Trịnh Lê Hoài Nam yêu cầu tôi tiếp tay với ông để tẩy chay cuốn sách lịch sử Việt Nam 15 tập. Tôi bảo rằng tôi là một nhà báo, tôi không có hoạt động chính trị. Quyển lịch sử Việt Nam 15 tập nó được hình thành đầu tiên, nếu tôi nhớ không lầm, thì 2007 với 5 tập. Sau đó 2012 nó lên được 7 tập. Và tới tháng 8 năm 2017 nó thêm 15 tập. 3 tập cuối cùng rất là quan trọng. Đó là tập thứ 12, 13, 14. Còn tập thứ 15 thì sau ngày 30 tháng 4. Vâng, người dùng. Ngoại trừ tôi là người lính ngụy, còn tất cả những người trong đó đều là những người có tâm tiếng, như là ca sĩ Thanh Thúy, Phó Sở Văn hóa và Thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh, Bác Lê Quang Vịnh cũng là người của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bác không phải là lính, bác là giáo sư trường Patrick Ký. Lần đầu tiên bác đi vào trong bưng là đi vào trong họp ở rừng sát có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lần đầu tiên vào họp và bị bắt liền. Toàn bộ những người đó, ông Mai Chí Thọ và bộ chỉ huy của chiến khu D đều thoát đi được trong gang tấc, gang tấc. Sau đó thì B-52 san bằng khu vực. Tôi nói tôi là một nhà báo. Khi mà cuốn sách lịch sử Việt Nam 15 tập đã được chiếu, thì đối với tôi thì không còn là một à, quên, đã được phát hành, thì khi một quyển sách mà được phát hành nó phải đi qua rất nhiều giai đoạn. Và sau đó tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Bữa nào tôi sẽ kể lại.
cái quyển sách lịch sử Việt Nam 15 tập. Mà tôi nghĩ rằng mỗi một người Việt Nam cần phải đọc, cần phải biết, nếu còn muốn lên mạng xã hội để nói chuyện, nhất là chuyện chiến tranh Việt Trung. Thì tôi nói chuyện với bác, cái hồi lúc đó là phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, ông là tổng chủ biên của lịch sử Việt Nam 15 tập, không phải giáo sư Phan Huy Lê. Giáo sư Phan Huy Lê không có dính dáng gì về lịch sử Việt Nam 15 tập. Vậy mà ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã bịa ra cái chuyện giáo sư Phan Huy Lê là tổng chủ biên của lịch sử 15 tập. Xong rồi chửi cả tông ty họ Hàn của nhà họ Phan lên. Rồi mang cả thủ tướng Phan Huy Cát, Phan Huy Quát của Việt Nam Cộng Hòa là anh em với lại giáo sư Phan Huy Lê. Phan Huy Quát là trong gia đình thì chúng ta biết rằng sau ngày 20 tháng 7 1954 rất nhiều gia đình ở Việt Nam đã bị chia, một nửa là ngoài Bắc, một nửa là trong Nam, rất rất đông. Chú của tôi là Nguyễn Văn Nhật, đại tá của quân đội nhân dân ở lại ngoài Bắc. Và chị dâu của chú, tức là ông vợ trước của bố tôi, cũng ở lại. Và bà chị cùng cha khác mẹ với tôi cũng ở lại với mẹ ở ngoài Bắc. Thì ông anh tôi có nói nhiều khi nói buồn. À, là Hà Dương không phải lai sớm mà là vì tại vì bên Mỹ nó đổi giờ. Cả Mỹ nó tăng lên 1 giờ, thành cái giờ này là đã là bên Mỹ đã là 9 giờ 35 phút rồi. 21 giờ 35. Và từ hôm nay trở đi, nếu mà không đổi giờ nữa thì chúng tôi sẽ dùng cái giờ này, tức là bên Việt Nam là 11 giờ. Chứ không phải nóng. Mà hôm nay thì lại cũng là hai ngày hôm nay không có live stream nữa. Vâng, người dùng, người không cho chiếu quả báo đến liền. Mình không trong sạch, không đàng hoàng mà mượn những cái sự kiện gì không tốt để rồi đạp lên cái sự kiện đó, thăng quan tiến chức. Tôi nghĩ rằng Trương Minh Tuấn đã bị những anh em hồn thiêng sông núi, những người chết đã quật mồ mà đưa Trương Minh Tuấn đi vào tù. Để trở lại cái việc mà gặp ma rất dài rất dài, tôi sẽ nói chuyện trong cái dịp khác nha các bạn, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi xin đọc bài văn tế tử sĩ gạc ma để kính dâng lên 64 anh linh của những anh hùng hy sinh vì tổ quốc thân yêu. Gạc ma, ngày 14 tháng 3 năm 1988. Bên Việt Nam các bạn bây giờ là ngày 15, nhưng mà bên Mỹ chúng tôi mới là ngày 14. Bài của tác giả Kha Tiệm Ly. Tôi không biết Kha Tiệm Ly có nổi tiếng hay không, một nhà thơ như thế nào không, tôi không biết. Ôm hận thù biển cao sóng hờn căm, phủ tang tóc mây che màu u uất, giọt máu hồng làm mặn nước biển đông, khăn số trắng phủ đâu trời tổ quốc. Chào ba Đỗ Hà.
Nhớ xưa anh em ta cùng giống tiên rồng, bờ cõi nước trái liền nắm bắt. Từ Đồng Quan về Minh Hải, sông vạn ngàn sông, từ Trường Sơn đến Hoàng Sa, đất muôn dặm đất, với gan mật thề bảo tồn một cõi biên cương. Đổ xương máu quyết giữ vững ba miền xã tắc. Ở sau bếp cũng gặp mặt nữ lưu, ra khỏi ngõ lại chạm người hào kiệt. Điên tiết giặc Nguyễn Biểu sang sảng lời thơ, thản nhiên ăn cỗ đầu người. Điếc tai thù bình trọng ngân ngất, chí hùng khinh mạn làm vua phương Bắc. Hỡi quân thù, sao mi giờ thói cũ chiếm đất xứa quân? Sao mi ỷ thế mạnh hiếp tàu cắt cáp, cạnh tàu lớn thản nhiên cho chiếc bắn chiếc đâm. Ý người đông vô tư cứ chân trà chân đạp, tay đàn liếm nên mới vạch lưỡi bỏ, miệng quỷ ma còn nói câu bốn tốt. Bởi tin bốn tốt mà sinh tồn chẳng đặng tồn sinh, vì mạ chữ vàng mà gạt ma bị yêu ma gạt. Cho mi hay lời thề hướng đạo cuộn sóng nước hóa giang, câu thơ thường kiệt vỡ lòng sống như nguyệt. Máu tranh khí tôi đỏ lửa căm thù, tim sắt thép khan lòng bất khuất. Cỏ cây còn đổ lệ sụt sùi, sỏi đá khó nén lòng căm tức. Cho nên Hoàng Liên Sơn vươn đỉnh chọc thủng mấy tầng mấy, Cửu Long Giang cựa mình hóa thành rồng chín khúc. Còn triệu trái tim chính khí thì còn Tổ quốc Việt Nam, còn một giọt máu anh hùng thì còn Giang Sơn Hồng Lạc. Đất ta không thiếu Chi Lăng Hàm Tử Ngọc Hồi, người ta không thiếu Ngô Quyền Quang Trung Hương Đạo. Súng mi càng nổ biển ta càng dậy sóng căm hờn, máu ta càng rơi đạo ta càng cao thèm bất khuất. Đạo mang thương tích đất mẹ trăm sông cùng dậy sóng Bạch Đằng, biển nội ba đào cả vạn nước, cả nước vạn dân không quên lời sát thát. Cho nên Trần Văn Phương hướng đạo hứng bao viên đạn, còn một lòng giữ biển đảo quê hương. Nguyễn Văn Lanh bị mấy nhát lê vẫn nhất quyết ôm cán cờ Tổ quốc, ôm cán cờ Tổ quốc không chịu hàng trước họng súng súng thù. Thà làm mồi ngay hàm cá mập, thấy treo đầu súng thấy chất lên thây. Máu nhuộm lòng sâu, máu hòa theo máu. Nay một lời sau vẫn một lời, bản sắc anh hùng đấu dễ nhẹ tánh. Sống một lần, chết cũng một lần, xương máu anh linh không hề ô trọc. Thà nôi, xưa quên mình vì nước, sự ngàn đời kẻ tiếc người thương. Nay giữ đạo quên thân, người bây giờ ai quên ai nhắc. Mặc ai vô tình không nhớ thì cây Trường Sơn ngàn thuở vẫn thêm xanh. Mặc ai cố ý muốn quên thì máu hào kiệt muôn thu còn tươi sắc. Thương con thơ vạ dại, chở chăn cùng gối chiếc lạnh lùng. Nhớ cha yếu mẹ già tháo thức bên đèn khuya hiu hắt. Gió buồn ai mà gió thổi vi vu, mây buồn ái mà mây trôi man mác. Hỡi anh linh, dù cho máu nhuộm màu mây, dù cho xương tan màu cát, máu anh hùng dù chết vẫn sục sôi. Gươm tranh khí dẫu mòn không gì xét, sống làm tướng thác làm thần, đời đời rạng ánh uy nghi.
sống làm người, thác làm phân, mãi mãi xây xanh cây tổ quốc. Hôm nay 64 hồn thiêng anh kiệt, triệu người ngưỡng mộ, mặc tình ai chẳng biết hiền ngu. 30 năm thương hải tang điền, vạn sử lưu danh, vẫn còn kẻ tinh tường vinh nhục. Tấm hương ba nén làm thơm trang sử vàng, ghi văn tế một bài thấy cho ngàn nắm đá tạc. Ô có linh xin sướng hưởng. 14 tháng 3 2018, tác giả Kha Tiệm Ly. Vâng thưa các bạn, tôi không cầm được nước mắt khi đọc bài thơ này. Cái đau khổ nhất cho những người lính ở gặng là chết không được bắn một phát súng, trong tay không có một vũ khí, kẻ thù đã hèn hạ khiếp nhược xả súng bắn, trong khi bên ta giơ tay vẫy chào. Những cái hình ảnh ô nhục này chắc các bạn đã nhìn thấy được trong video. Mà chính do CCTV nó phát hành. Đó là đài truyền hình của Trung Quốc. Bài thơ của tác giả Kha Tiệm Ly xin được đọc để kính mời tất cả các khán thính giả KBC hải ngoại. Dù chúng ta ở trong một chiến tuyến nào, chúng ta cũng nên nghiêng mình, ngậm ngùi để tưởng nhớ những người đã nằm xuống để bảo vệ cho đất nước. Tháng 2 vừa qua chúng ta không được tưởng niệm, không được báo chí nhắc nhở trận đánh Việt Trung. Thì hôm nay gạc ma vòng tròn bất tử cũng đã bị lãng quên. Tôi sẽ đăng bài thơ này lên trên kbchntv.net sau khi chấm dứt bài này. Trở lại một bản tin. Một ông Việt Nam, không biết ông Á Châu, mình không biết là Việt Nam hay là Tàu hay gì, đeo khẩu trang có lẽ là để che bớt mặt đi, đã bị video của một cư dân họ quay được đi tới nhà nào có những cái bưu kiện ở đằng trước thì ăn cắp mang lên chiếc xe. Chiếc xe trông cũng đẹp nữa các bạn thấy không, vậy mà đi ăn cắp. Hay là vì họ ăn cắp nên họ có tiền mua xe đẹp. Và vụ này xảy ra ngay ở thành phố Westminster. Sở cảnh sát Westminster đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin cho điều tra viên Schumacher qua số điện thoại 714-898-3315. Vâng, cảm ơn Hà Dương. Bấm tiếp số 4570 hoặc gửi về email to Schumacher, Westminster, California, gốc. Thì
Tôi gửi cái điện thoại và cái email. Nếu các bạn nào ở Cali, ở Westminster, thấy cái nghi can này, thông báo chúng ta cẩn trọng những chuyện nhỏ sẽ đi lại những cái hại rất lớn. Trong 2 ngày nghỉ, chúng tôi có nói chuyện với một số liên quan tới vụ bà Nguyễn Phương Hằng mới đây và vụ thiền am bên bên bờ vũ trụ. Thì như là ông luật sư, hình như luật sư Lân Lân hay Xuân vậy, thiền am bên bờ vũ trụ bị bắt. Tôi hy vọng rằng cái vụ bắt của ông luật sư này sẽ mở ra một cánh cửa khác, mà những tên đã lợi dụng thiền am này như là Nguyễn Tiến Dũng và Nam Quan Nguyễn đã từng gây quỹ cho thiền am bên bờ vũ trụ. Và tôi được biết chính phủ Hoa Kỳ cũng đang điều tra. Đây không phải là vấn đề lường gạt tiền bạc, mà vấn đề nó đi xa hơn vấn đề lường gạt tiền bạc. Họ cho rằng đây là một hình thức chuyển tiền bất hợp pháp, money laundering. Tiếng Mỹ gọi là money laundering, là một hình thức chuyển tiền bất hợp pháp qua những cung cách như là Trương Quốc Huy làm, gây quỹ cho Thương phê Bình. Những cái tổ chức trước đây mỗi một năm gây quỹ cho Thương phê Bình tại Việt Nam cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của FBI. Họ nghĩ rằng đây không phải đơn giản là cái chuyện gây quỹ thiện nguyện nhân đạo, mà là một hình thức chuyển tiền. Vâng, cảm ơn Hà Dương. Bài thơ rất rất là hay. Ngày hôm nay ở Việt Nam thì không biết là Việt Nam bây giờ chúng ta đã, trên mạng xã hội họ đổi tên nước Việt Nam là chiều nay, sau khi ca sĩ Tuấn Ngọc Trời Vào Thu Hà Nội Vào Thu. Việt Nam buồn lắm em ơi, thì Tuấn Ngọc đổi thành chiều nay buồn lắm em ơi. Bây giờ họ đổi tên nước Việt Nam thành cái nước là chiều nay. Thì hôm nay Thủ tướng đã kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Thì nhân tiện đây đó, cũng có nhiều bạn ở Việt Nam không có hiểu cái thủ tục đầu tiên á, thường thường có cảnh báo rất nghiêm trọng là cao nhất. Sau trời đó, cái kiểm báo thì đề nghị
trong cái đề nghị nó có thể là bắt buộc là rút đặc tịch, chấm dứt nhiệm vụ, và sau cái đó thì là kỷ luật. Thì ngày hôm nay thủ tướng ngay ở Việt Nam, hôm qua thủ tướng Phạm Minh Chính đã kỷ luật cảnh cáo nguyên bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Lý do mà Việt Nam họ làm như vậy cũng hay thôi, tức là nhà nước, thứ nhất là đảng không xử lý đảng viên vi phạm, trục xuất ra khỏi đảng rồi mới kỷ luật. Thế còn các cái viên chức nhà nước thì cũng vậy, hết làm thì lúc đó mới xử. Trừ trường hợp Trương Minh Tuấn là trường hợp đặc biệt, xử ngay tại chỗ, đang làm bộ trưởng 4T bị bắt và cho đi ở tù luôn. Trong tuần tới tôi sẽ có những bài viết thể theo lời yêu cầu của một số bạn về bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Hàn Ni bị bắt. Thì Hàn Ni đi, sau lưng Hàn Ni còn có phó tổng biên tập của tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàn Ni thì làm cho tờ báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước đây thằng bạn tôi đó là đại tá công an Huỳnh Văn Thành, bạn học cùng lớp luôn, Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Lúc đó Nguyễn Hữu Khánh Duy, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy là trung úy bác sĩ trong đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ngày 28 tháng 4, Nguyễn Hữu Khánh Duy đứng ở trên xe Jeep vào tiếp thu Đà Nẵng, mang quân hàm thiếu tá A10, cũng học cùng lớp Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Chúng tôi học tới qua năm lớp 10 đó. Lên lớp 11 thì Nguyễn Hữu Khánh Duy đi học bán A. Bán A thì tức là đi về bên Vạn Vật học. Thì sau này mới ra bác sĩ. Tôi đi ban B là về ban toán. Huỳnh Bá Thành thì đi ban C, ban văn chương. Huỳnh Bá Thành lúc đó làm thơ, là bích báo, viết báo rất là hay. Có liên quan tới cái vụ mà biểu tình mà chống Trung Quốc, thì những anh em chống Trung Quốc là có tinh thần. Lúc đó cỡ năm 2011-12 mấy năm sau này tôi về, tôi có chứng kiến, tôi đã từng biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở ngay chỗ cà phê Highland nữa, công viên Lenin nữa. Tôi đứng trên đầu xe lam của mấy ông cựu chiến binh, tôi cầm cờ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thì lúc đó có một nhóm gọi là nhóm No You, nó lợi dụng cái tinh thần chống Trung Quốc, nó nhảy vào để nó ăn cỏ, xảy ra lùm xùm một thời gian các bạn ạ. Đúng như vậy, người dùng thì lúc đó nó chào Forever Nguyễn. Thì những người đàng hoàng không phải trong nhóm No You đó thì họ chỉ biết là họ đi biểu tình và họ bị bắt. Khi họ bị bắt họ không hiểu họ bị bắt về cái tội gì,
Tại sao đi chống Trung Quốc mà bị bắt? Sau này đó thì nó lòi ra là nhóm Know You. Nó được hướng dẫn bởi những cái tay mà gọi là những Nguyễn Quang A, những cái này, đại khái là những tên mà gọi là bất mãn với nhà nước. Liên quan tới vụ ông thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận chạy án thì bữa nay bắt chi cục trưởng thuế huyện Cát Hải. Tôi đã đi qua Cát Hải, Cát Bà, bên Quảng Ninh. Thì ông chi cục trưởng thuế huyện Cát Hải và ông hình như là ông phó chi cục trưởng cũng bị bắt. Cũng liên quan tới vấn đề kỷ luật thì ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý của Phó Thủ tướng, ngày hôm qua cũng đã được xử lý. Song song với cái chuyện chiều nay buồn lắm em ơi, thì vị trưởng ban tuyên giáo tỉnh Hòa Bình cũng bị bắt cùng với lại phó trưởng ban tài chánh. Và sau một thời gian ở Việt Nam có gọi là chết đúng quy trình, tức là rơi từ các lầu xuống dưới đất, thì bây giờ nó đổi thành là chết trong tư thế treo cổ, hết hết rơi lầu bây giờ thì tới treo cổ. Có hai bài thỏa thuận dưới họng súng và bài thiếu tướng Trần Ngọc Thổ hé lộ những tình tiết động trời về công ty trách nhiệm hữu hạn A Sung. Chuyện ít người biết mà tôi đăng lại lý do nhóm Trịnh Lê Hoài Nam bắt đầu lại quậy trở lại. Mà trong nhóm này có ông tướng thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. Bỏ qua những cái thành tích cách mạng của ông Trần Ngọc Thổ hồi xưa ở quân khu 9, sau này là cuối cùng là ông ở quân khu 7, về hưu sinh năm 1949, tức là tuổi kỷ sửu. Thì ông về hưu rồi, nhưng mà cái bài viết này có liên quan tới cái đất của sân bay Tân Sơn Nhất đã bị công ty A Sung lấy. Cái bài này tôi đã nói ông Trần Ngọc Thổ, nếu mà ông không xuất hiện thì tôi sẽ không nhắc, nhưng mà tại vì ông xuất hiện bắt buộc tôi phải viết, tôi phải đọc cái bài này này, nhưng mà tôi sẽ đọc vào ngày mai các bạn. Nếu hôm nay tôi có thì giờ tôi sẽ đọc hai bài viết thỏa thuận dưới họng súng. Cái đất ở sân Tân Sơn Nhất, bây giờ chúng ta thấy là ở sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh không có đất. Và bây giờ cái cầu đi bộ đó, xây lên cho cố, bây giờ là sắp sửa bỏ đi rồi. Tại vì nó làm tắc nghẽn lưu thông. Ở Việt Nam bây giờ thì quý vị biết là tình trạng bất động sản đang là cái mối ưu tư. Có thể trong tương lai khi mà sở hữu nhà chung cư đó, chứ không phải nhà nhà mặt bằng, nhà chung cư đó sẽ không được là coi như nhà vĩnh viễn nữa, mà chỉ được có 49 năm. Mà tôi thấy tức cười lắm,
ở bên dưới còn nói là sau 49 năm thì có thể sẽ cứu xét tình trạng để mà gia tăng cái thời hạn làm chủ căn nhà hay không. Tôi nghĩ rằng á, cái người mà có đủ tiền để mà mua nhà đó ít nhất phải ngoài 30-40, dù là 30 tuổi đi nữa đó thì sở hữu cái nhà 50 năm thì lúc có 80 tuổi. 80 tuổi là tuổi gần đất xa trời thì còn cứu xét cái gì nữa mà cả được làm sở hữu thêm nữa một thời gian tùy theo hoàn cảnh. Tôi nghĩ đấy tức cười, nhưng mà cái tức cười đó nó không bằng cái tức cười bây giờ bắt con nít cũng phải đi. Quý vị biết là con nít bây giờ cũng phải để ông Trần Ngọc Thố này tưởng. Tôi mới đọc cái thông báo ngày hôm nay tôi buồn cười dễ sợ luôn. Phòng giáo dục và đào tạo. À, người dùng hồi đó xem có nghe phải không? À, hồi đó tôi có nói lâu rồi, 2018. Độc lập tự do và hạnh phúc số 174 giáo dục và đào tạo gạch ngang VP về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn quận 12. Quận 12 ngày 22 tháng 2 năm 2023 kính gửi. Quý vị nghe rõ nhá. Tôi lần đầu tiên á, kính gửi nhóm trẻ lớp mẫu giáo lớp mầm non người lớn Bộ Giáo dục Đào tạo văn chương chữ nghĩa rồi rồi dào quá thành ra kính gửi nhóm trẻ luôn, kính gửi trường mẫu giáo mầm non công lập và ngoài công lập, kính gửi trường tiểu học công lập và ngoài công lập, kính gửi trường trung học cơ sở, kính gửi trường chuyên biệt Ánh Dương, kính gửi trung tâm giáo dục nhà nước giáo dục. À, giáo dục không phải đào tạo mà giáo dục cái gì đó. Căn cứ kế hoạch số 806 ngày 14 tháng 2 của 2003 của Ủy ban Nhân dân quận 12 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện như sau. Thì phần sau chúng ta các bạn không cần. Đây là một lớp hội thảo. Bà Đinh Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lương Yên cho rằng hội nghị lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào dự thảo luật đất đai sửa đổi rất hữu ích cho cả học sinh và giáo viên nhà trường. Tôi không hiểu bà hiệu trưởng mà ăn nói như vậy. Những cái đám trẻ em này ăn không no, lo không tới suốt ngày. Tuổi này tuổi ăn chơi, tuổi học hành, tuổi tụ năm tập bảy, nó đánh nhau ở ngoài đường rất là giỏi, nhưng mà bây giờ bảo nó hội thảo về ý kiến đất đai. Tôi hỏi rằng bây giờ cái đất đai của quý vị ấy, bất động sản đang rớt rầm rầm, điều đó chứng tỏ rằng người lớn đã chẳng làm ra cái gì mà bây giờ tuổi trẻ này mà lớp này mà lại lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào dự luật thảo luật đất đai. Nhưng mà rất may là cái vụ này được biết nhà nước đã có thông cáo ngăn chặn. Mà đây là một cái tư tưởng đột xuất của quận 12 thôi. Có lẽ là quận 12 là quận mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh, thành ra họ
kiếm một cái gì để mà lập công nhá. Cũng vui. Thì bên Mỹ thì các bạn biết là cái nhà băng ạ, ở Silicon Valley Bank SVB đó đã phá sản. Mà theo luật bên Mỹ đó thì các nhà băng, các tài khoản đó được bảo hiểm tối đa 100 ngàn cho tới 250 ngàn. Thì nhà băng nói rằng những thân chủ nào mà từ 250 ngàn trở xuống thì đều được lãnh tiền ra. Còn trên 250 ngàn thì chắc chắn là mất. Bởi vì sẽ chỉ được lãnh được 250 ngàn tối đa thôi. Còn số còn dư đó thì đó. Ngoài thì chưa biết là Bộ Tài chánh của Mỹ sẽ và ông Joe Biden ông sẽ tính toán như thế nào. Tuy nhiên bên Anh Quốc thì nước Anh họ bằng lòng họ mua mua lại cổ phần của SVB ở bên Anh, tại vì cái nhà băng này nó có rất nhiều thân chủ. Cái người bị nặng nhất tức là Trung Quốc. Trung Quốc đầu tư vào trong này rất nhiều. Những nước Mỹ như là Canada, Anh, Pháp. Nhưng nước bị nặng nhất là Trung Quốc. Thì có những tin nói rằng tôi thì tôi chẳng dành về tài chính nhiều, tôi cũng chẳng biết. Thì nói rằng là đây là một hình thức mà Mỹ tính chơi Trung Quốc. Bởi vì vốn ở bên này rất rất nhiều của Trung Quốc, tiền mà mua tiền stock thì cái điều đó không biết hay không. Nhưng mà trong lúc chưa giải quyết xong SVB thì ngày hôm nay một cái nhà băng khác ở New York cũng chuẩn bị rớt y chang ở Việt Nam như bất động sản. Vâng, thì đó là những câu chuyện. Còn một cái câu chuyện nữa là chuyện tù nhân chính trị. Thì cái tôi cứ tưởng rằng cái vụ các cựu tù nhân chính trị, tức là những ông mà đi ở tù cộng sản đó, hình như họ không coi cái việc ở tù là một cái nỗi buồn, nỗi nhục hay cái gì. Ngược lại họ lại coi đó là một cái sự hãnh diện. Gần 50 năm rồi mà bây giờ vẫn còn vỗ ngực là cho mình là người tù của cộng sản, cứ lấy cái mác ở tù ra để mà hù dọa người ta. Thật sự rằng á, tôi chẳng ưa ông Huỳnh Công Ánh là tổng hội trưởng, mà tôi cũng chẳng ưa cái nhóm cựu tù nhân chính trị ở Nam California này. Thế nhưng mà cái vụ mà tự nhiên nó bùng lên á, là chẳng qua hồi trong tháng 2 vừa rồi. Nhóm Nguyễn Mạnh Chí âm mưu lập ra một cái cho sống lại cái tổ chức khu hội cựu tù nhân chính trị Nam Cali, lấy một cái thằng gọi là thằng cựu tù nhân chính trị ăn cắp cờ vàng Nguyễn Hữu Thắng. Và bây giờ đó khi cái hũ mắm nó bung ra rồi đó, nó bay từ bên Houston qua tới bên này. Và nếu không có chuyện chửi nhau giữa tổng hội cựu tù nhân chính trị và khu hội cựu tù nhân chính trị Nam Cali thì có lẽ rằng
nhiều người không biết chuyện. Thì ngày hôm nay tôi sẽ không đọc, nhưng mà nếu mà biết đọc được cái chuyện này, bảo đảm khán thính giả của KBC hải ngoại này bắt buộc phải bịt mũi trong khi nghe. Tôi chỉ nói một cách tóm lược. Thứ nhất, theo một cái mà gọi là tất cả các hội đoàn đây đó, thí dụ như là biệt động quân thì đều có một cái các hội biệt động quân ở các nơi. Có chỗ hội biệt động quân chỉ trên dưới chỉ có một ông cũng làm hội luôn. Thành và trên cái mà gọi là một sự hiểu ngầm thì đã có các hội thì mình phải có một cái tổng hội. Thì cái tổng hội đó tự cho mình một cái gọi là có quyền kiểm soát tất cả các khu hội và bắt buộc các khu hội phải tuân theo lệnh của mình. Thành ra nó mới có mấy cái chuyện chống đánh xuôi kèn thổi ngược ở cái chỗ các ông tổng hội ngày xưa đó, các ông ở quân đội các ông có chức có quyền, thí dụ quân đoàn thì có quyền với sư đoàn có quyền với trung đoàn có quyền với tiểu đoàn có quyền với đại đội có quyền với trung đội. Còn ở đây đó, các ông lấy gì để ông lấy quyền? Ông tổng hội có phát lương cho các khu hội không? Không. Ông tổng hội có gắn lon cho các ông khu hội không? Không. Ông tổng hội có một cái phần thưởng gì cho các khu hội không? Không. Thế vậy thì ông lập ra cái khu hội để cái tổng hội để làm gì? Và ông tự cho mình cái quyền hành đối với các khu hội như hiện tại đang cãi nhau. Thì cái tổng hội của bên cựu tù nhân chính trị ông Huỳnh Công Ánh, ông chửi cái khu hội, thì tôi đọc những cái lá thư trao đổi hai bên đó, thì có cái đúng có cái sai, nhưng mà nói rằng cái tổng hội có quyền đối với khu hội thì tôi xin lỗi, khu hội nó quay lại nó chửi vào mặt ông cũng được, nhưng mà đừng có nói là nghe lời. Đấy, để chế giấy đấy. Đấy, đấy, thành ra bây giờ nó chạy ra, bây giờ nó chửi nhau đó. Nó bảo ông Huỳnh Công Ánh, ông lấy cái quyền gì mà ông áp đặt lên trên cái khu hội Nam Cali. Tụi tôi có quyền mà tụi tôi bầu ra. Thế tổng hội nói rằng không công nhận. Không công nhận thì ông làm gì người ta? Người ta lập ra, người ta có giấy phép của tiểu bang California. Thành ra cái chuyện này tôi sẽ nói chuyện sau. Ở trong nước các bạn biết mà Lê Phương Dung, có người nói tôi là bà là chức vụ bà là đại tá, không biết có phải không, nhưng mà bà này thì có uy tín rất lớn đối với lại nhà nước Việt Nam. Bà làm nhà báo, bà từng cộng tác với lại Thông tấn xã Việt Nam, và bà đã cũng đã từng bị rút thẻ phóng viên, nhưng mà bà có mặt rất nhiều nơi, Quốc hội cũng có mặt, các phiên họp của các lãnh đạo hay cái gì, nhiều khi người ngoài không vào được, ngoại trừ Thông tấn xã Việt Nam hay VTV này, VTC này, nhưng bà vẫn vào được. Bà có hai cái bài báo. Lê Phương Dung đang cảm thấy đầy hy vọng về chuyện gì? Và một bài nữa hoàn toàn không có tổ chức nhà nước nào hết.
Đây, hy vọng đây là liên quan đến chuyện bà Nguyễn Phương Hằng. Bà đã từng gửi một cái lá thư, dưới đây là bức tâm thư tôi đã gửi tận tay nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà ở bên cạnh nhà bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nếu mà hồi đó mà tôi nghe lời suối dạy là tôi mua cái chung cư ở trong khu bà Ngân ấy, cũng cách nhà bà Ngân khoảng vài căn. May mình không có tiền, mình có tiền dám mình cũng giờ này cũng dính cửa đúng không, không biết là Hoàng Duy Hùng sao. Nó nói nó mua nhà chung cư, nó kêu vợ thằng Hoàng Duy Hùng mấy bữa nay đang tự nhiên đổi tông, đang đề cao nhà nước Việt Nam. Tôi đã nói rồi, cái thằng này nó không thể nào nó không chửi nhà nước Việt Nam là không được. Và mấy bữa nay nó tự nhiên nó quay lại rồi nó nói rằng là lính đánh thuê Wagner rồi quân Nga đã bị thua xiềng liệng. Mấy bữa trước thì anh nói hùng hồn lắm là quân Ukraine bị thua, tức là chiều theo nhỉ. Rồi mấy bữa này đi lại phê bình Trung Quốc mấy này kia. Thì bây giờ đó là anh em ở bên nhóm của San Kham Lê Thái này, lại bắt đầu đập. Ngược lại thì nhóm Việt Vi Dân của Hoàng Công Cường thì đánh nhóm Trịnh Lê Hoài Nam. Thành ra bây giờ đó, bữa trước ông San Kham cũng làm một cái tốt là tại sao mà bây giờ các kênh nhà trong nước đều là kênh chống phản động hết mà lại quay lại chống lẫn nhau. Tôi nghe tôi buồn cười. Buồn cười là chửi tôi là ngụy. Bây giờ chính anh em không phải ngụy mà cũng quay lại đánh nhau. Vâng, thưa các bạn, bây giờ tôi đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, mục đích của tôi muốn nói. Phố Bôn Ra TV đã đưa lên một cái, tôi cho đây là một lời thách thức. Tôi cho đây là một lời thách thức của ông David Dương. Chủ tịch VABA David Dương khẳng định sẽ tổ chức tiệc một tiếng nói chung. Cái chữ này tự nhiên nó ra một tiếng nói chung làm tôi sực nghĩ tới. Phải chăng nghị quyết 36 nó xâm nhập vào trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại hay chưa? Một tiếng nói chung có nghĩa rằng là trong nước và ngoài nước đều có một tiếng nói đúng không? Và một tiếng nói đó đã qua hình thức bữa tiệc VABA ngày 25 tháng 2 vừa qua, thì ông sẽ tổ chức một tiệc một tiếng nói chung lớn hơn, sẵn sàng nhận bảo trợ của các công ty nhà nước Việt Nam hợp pháp ở Mỹ. Vậy là bài đã ngửa, chuyện đã rõ. Lần sau ai đi dự đừng nói bị gạt mới tới rồi mới biết, rồi đòi đốt phá tài sản. Cái này đăng ở trong Vũ Hoàng Lân Facebook. Chào anh Việt. Chào Trần Đại. Thông báo các bạn vào sau này, chắc các bạn nghĩ rằng là chúng tôi sẽ vào giống như cái giờ
12 giờ bên Việt Nam. Nhưng thật sự rằng bên Mỹ đổi giờ sớm hơn một tiếng. Thành ra bắt đầu 9 giờ tức là 11 giờ tại Việt Nam. Kể từ ngày hôm nay luôn. Thì qua một cái hình thức như thế này, chúng ta thấy rằng cái bữa tiệc của ông David Dương, có người đã giúp tôi làm một cái con toán. Họ đã giúp tôi làm một cái bài toán. Tôi xin đọc một số những cái ý kiến của các bạn đọc sau khi tôi đã gửi thơ cho Hội đồng thành phố Westminster, và các bạn đã biết rồi đó, cái lá thơ đó tôi đã gửi đi rồi. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng gửi thư ông của ông ra của bạn Thắng Nguyễn, Hội đồng thành phố Westminster về chuyện Rabah rất chuẩn. Nhà báo có thể nhấn mạnh thêm về trao bằng vinh danh lần trước cho tội phạm khủng bố ở Nam Hàn là Nguyễn Hữu Chánh, AK là Chánh Địch, và lần hai cho tay Lai Chẹt, David Dương là Charlie Chí Nguyễn, đã hai lần đánh cắp chữ ký bằng Photoshop của hai đồng viên là nghị viên Kimberly Hồ và Carlos Manro. Charlie Chí Nguyễn và Nam Quan Nguyễn đã vi phạm hai lần Brown Act. Có bạn hỏi tôi Brown Act là cái gì vậy? Brown Act là tên của một cái luật dành cho các dân cử. Tức là mọi sự thảo luận không được gọi là ngấm ngầm từ hai người trở lên. Thì ở đây đó thì rõ ràng á, Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã có ngấm ngầm với Nam Quan và Amy Phan để mà làm cái nghị quyết đó, tức là thảo luận bên ngoài thành phố, tức là lobby đấy. Thì tôi đang tìm cái clip. Tính tiền hay lắm, bạn đã tính tiền rõ ràng luôn. Không biết bạn đã có tháo đi chưa. Thì đại khái những người mà thành viên đó là một đóng đóng 100 đô la, những người không phải thành viên này đóng 150 đô la, chưa kể những cái sponsor như là
diamond sponsor hay cái gì đó, tức là những cái bàn đó, những bàn sponsor đó như vậy đó, là cứ 500 đồng một người, một bàn 10 người tức là 5.000 đồng. Thì bây giờ mình cứ tính như là 200 đồng này một, cho nó dễ trung bình, thì 500 người là bao nhiêu? 500 người và với nhân 500 người mà nhân 100 đồng á là đã là 50 ngàn, chưa kể tiền của VinFast và tiền của Việt Nam Airlines. Việt Nam Airlines là tối thiểu là 100 ngàn, VinFast thì tôi nghĩ rằng có cũng xấp xỉ đâu đó 10 ngàn, 20 ngàn. Như vậy bữa tiệc này đó thì David Dương lời chứ đâu có lỗ, không có lỗ một chút nào. Thì qua cái vụ này tôi không thấy cái clip đó đâu. À, không thấy cái tin tin của bạn nó ngồi cộng trưởng nhân chia vui lắm, mai mốt tôi thấy tôi phải chụp hình lại dễ nhớ. Thì cái mà bà Kimberly Hồ mới nói đó rất là quan trọng. Quan trọng ở cái chỗ tôi không hiểu chuyện bà Kimberly Hồ nói là trước hay sau khi cái clip mà ông Trần Thái Văn nói. Thì thằng Trust Media của Nam Quan đó, mới phỏng vấn Trần Thái Văn, thì trong cái đó tôi rất là thất vọng. Thất vọng ở cái chỗ một luật sư đã ngoài 50 rồi mà làm luật sư nữa, mà làm lãnh tụ của một nhóm đàn em đang thống lĩnh cái mafia chính trị tại Quảng Cam. Nếu ông Trần Thái Văn dùng cái phương tiện truyền thông để mà gọi là giải mã thì hãy nói giống như thằng Nam Quan hay nói giống những người người khác. Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì vứt đi rồi, nó nói rằng nó không quan tâm. Đấy, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đấy. Tức là nó không thèm trả lời. Cái đó là một cái sự thất thố này của một người lãnh đạo. Người lãnh đạo không bao giờ mà nói chuyện, nói một câu nói như vậy. Nhưng mà Trần Thái Văn, anh là một luật sư. Một luật sư là phải có tài hùng biện, mà anh lại lên dùng cái phương tiện đó, anh nói những cái lời không xứng đáng là chánh văn phòng cho giám sát viện đơn vị một của ông Andrew Đỗ. Ông anh đã nói lên một cái tư cách của một thằng ăn cắp, thằng quỵt tiền. Tôi sẽ đưa tài liệu tờ báo Los Angeles Times nói về vợ của ông Trần Thái Văn sử dụng tiền bạc trong thời gian ông Trần Thái Văn làm dân biểu như thế nào. Anh là dân biểu ở Sacramento, anh được quốc hội trả cho anh, tức là thuê cho anh một căn nhà
ở trên Sacramento để anh đi vào họp cho nó gần. Bằng tiền thuế của chúng tôi, anh đã lươn lẹo như thế nào, tôi sẽ nhắc lại. Cái lươn lẹo này nó cũng giống như cái vụ lươn lẹo mà quý vị đã đi tham dự ở Vào Ba bữa trước. Tức là lươn lẹo bằng cái tiền chi phí cho này kia. Anh không thể dùng cái địa chỉ ở Westminster để anh đặt cái hóa đơn rằng anh cái chi phí tiền máy bay tiền ấy này kia. Anh đã có nhà ở trên Sacramento rồi, anh có về dưới Westminster anh ở thì là do chuyện riêng của anh, chứ không phải là cái nhà anh ở Westminster xong rồi anh phải mua vé máy bay, anh phải chi phí ăn uống này kia để lên họp ở trên đó đâu. Cái chuyện đó tôi sẽ nói sau. Bây giờ trở lại cái chuyện này. Khi anh dùng cái video anh nói rằng những người phản đối chống lại cái vụ dân cử đi Vào Ba đó, đi tham dự tiệc Vào Ba là những người phản động có mục đích chống phá, anh còn hãnh diện nói rằng họ đã chống phá 2 năm nay mà có thành công đâu. Anh Trần Thái Vân, anh làm chính trị anh phải biết cái quyền bất đồng ý kiến là quyền của người dân. Ngay Tổng thống Mỹ bây giờ đó, chưa có một Tổng thống Mỹ nào mà được tới 55% hoặc 60% người bầu đâu. Hơn 50% thôi là may lắm rồi. Có nhiều người có 40%. Thành ra Mỹ nó có nhiều cái chức vụ nó bắt buộc người ta phải trên 50% thì mới được cho đắc cử. Còn nếu không thì bầu lại 2 người cao phiếu nhất. Thì ở cái chỗ đó cho anh thấy rằng anh muốn tất cả những người Việt Nam ở quận Cam này, hay là nói chung và ở thành phố Westminster nói riêng, phải ủng hộ anh triệt để 100% hay sao? Và người nào không ủng hộ anh thì anh bảo là những người phá hoại. Đúng như là cái thằng Đoàn Ly bữa nọ, đại diện tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, mà ông cậu của anh cũng như anh đã từng tham dự ở trong đó. Đó là tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh, Liên minh Dân tộc Việt Nam. Ngày xưa là Chính phủ Việt Nam Tự Do. Nó ra hội đồng thành phố nó bảo tôi là tay sai cho Cộng sản, là nhận chỉ thị của Cộng sản để phá hoại sự đoàn kết. Anh bây giờ anh lặp lại lời của nó cũng giống như vậy. Nó không phải là luật sư thì thôi nó ngu, nhưng mà anh là luật sư không lẽ anh cũng ngu như nó hay sao? Khi anh nói rằng những người chống phá chúng tôi từ hai năm nay, anh cái câu đó đó anh đã làm mất cái nhân tâm của một người lãnh đạo. Anh biết mà, anh là luật sư, anh phải có khả năng hùng biện, anh phải có sức thuyết phục. Thay vì anh kết án những người chống đối anh bằng cái câu ngôn từ khốn nạn và bất dạy như vậy, anh nên nhẹ nhàng hơn thì người ta may cho người ta thương anh, châm chế cho anh.
Thưa các bậc trưởng thượng, các bác, các chú và các cử tri Việt Nam, cái việc ông David Dương tổ chức cái bữa tiệc một tiếng nói chung, đó là chuyện của ông David Dương. Ông có quyền mời khách ở đâu, chúng tôi cũng không có quyền cấm đoán. Bởi vì như anh đã nói trong với tờ báo Người Việt, anh không có mục đích làm chính trị. Thành ra những cái chuyện lùm xùm bên ngoài cái vấn đề bữa tiệc, anh không quan tâm. Và trong cái video này anh cũng chửi tờ báo Người Việt nói riêng và đa số các truyền thông không đồng ý với anh. Anh chửi tất tay luôn. Đó là một cái sự thất bại cho anh trong cuộc bầu cử năm 2024 sắp sửa tới đây. Một người không khéo nói và không biết nói như vậy rất dễ bị thất bại. Anh đã thất bại ngay trong cái video mà anh tính lên để gọi là giải mã cái vụ va ba của anh. Tôi không cãi nhau ở trong cái chuyện. Một cách đơn giản, anh không chứng minh rằng những người chống đối anh chống đối cái gì, tại sao họ chống đối, và tại sao sự chống đối đó lại là phá hoại. Phá hoại cái gì, làm hỏng cái kế hoạch gì của anh mà anh bảo rằng đó là phá hoại. Thí dụ anh và ông David Dương có một cái thỏa thuận ngầm gì đó, đó mà người ta phê bình. Làm hỏng công chuyện của anh thì anh bảo đó là phá hoại. Nhưng mà anh phải đưa ra bằng chứng. Tôi tính ký kết với ông David Dương là một cái công ty đa phước ở ngoài Hà Nội. Tôi đại diện cho ông David Dương ở ngoài Hà Nội. Và bây giờ các quý vị đánh phá như vậy làm cho mất ăn. Thì đó là thí dụ nha. Tôi nói thí dụ là sự đánh phá. Còn đây anh chỉ nói là đánh phá mà anh không đưa ra một cái ví dụ gì. Tại sao đi ăn tiệc mà bị đánh phá? Đánh phá cái gì? Anh ở đây nghe rõ, chính vì cái sự nếu anh không nói ra thì không sao. Nhưng anh càng nói, thứ nhất nó lòi ra cái ngu của anh. Thứ hai, cái tài lãnh đạo của anh không có. Và cái thứ ba, vô hình chung anh cho thiên hạ xem cái lưng ghẻ của anh. Hóa ra thằng Trần Khai Văn toàn là lưng ghẻ không. Tại vì nếu mà anh đi ăn tiệc như anh đã quan niệm, chỉ là bữa tiệc vui chơi này kia, tiệc xuân mà, họp mặt giữa doanh nghiệp và các dân cử, thì cái mục đích của doanh nghiệp là để mà ủng hộ tiền cho các dân cử khi ra tranh cử. Mà nếu mà dân cử đó mà chó ngáp phải ruồi thì mai mốt cái doanh nghiệp nó dễ dàng được dân cử hỗ trợ cho những cái đề án trong tương lai. Thì đâu có chuyện gì anh phải đó. Rõ ràng anh hiểu. Giống như là nghị viên Kimberly Hồ đã nói, bà đã biết trước cái vụ này cả tháng trời. Và thành phố đã đưa vào trong cái lịch trình của thành phố. Thì anh cũng vậy. Bên giám sát viện của anh, đơn vị 1 cũng có lịch trình. Và ông Andrew Đỗ vì xấu hổ đang
phải từ chức chủ tịch của Cao Optima thành anh đại diện đi. Thế tại sao anh phải làm cái bằng tưởng lục? Tại vì khi mà anh làm cái bằng tưởng lục như vậy, chứng tỏ rằng trong cái đầu óc anh đã có thâm tâm rồi, đã có một cái ý nghĩa rằng mang cái bằng nó lên để mà trao cho David Dương. Thì khi anh mang cái bằng nó đi, anh đã có những cái gì với David Dương? David Dương đã làm gì với đơn vị một mà lại anh lại trao cái bằng công nhận cho tổ chức David Dương? Anh làm luật sư, anh có biết rằng VABA đã bị chấm dứt hoạt động từ ngày 5 tháng 10 năm 2021 không? Tôi không phải là luật sư. Mà tôi còn biết điều đó. Mà anh là luật sư mà sao anh ngu vậy? Nó lũ thì chú nó khôn đấy, còn nguyên luật sư Nguyễn Quốc Lân đâu sao không biết chuyện đó? Điều đó các anh biết là VABA không có giấy phép hoạt động, hoặc là các anh không nghĩ tới cái chuyện như vậy. Tại vì đầu óc của các anh thấp quá. Tại vì lúc nào cũng chỉ muốn làm cái chuyện gian lận, lưu manh lường gạt, thành ra không nghĩ tới chuyện đó. Còn tôi thì lúc nào tôi cũng nghĩ tới cái chuyện các anh làm những chuyện khuất tất. Thì đầu tiên tôi vào tôi xem coi cái tổ chức đứng ra mà tổ chức được bảo trợ và bán vé như vậy. Thì được bao nhiêu tiền? Nhìn thấy rõ rồi. Tôi chưa nói chuyện bảo trợ. Một cái vé 100 đồng đi, 100 đô la, 500 khách, 50 ngàn rồi. Ngon ớ. Tự nhiên đâu có mấy tiếng nó hồ được 50 ngàn. Rồi Vietnam Airlines, rồi VinFast. Chẳng qua là anh nghĩ tới cái việc anh sắp sửa được ra ứng cử năm 2024. Anh mang cái bằng lên để anh cho David Dương và bà, để mai mốt David Dương nó yểm trợ tiền cho anh khi ra anh ứng cử, đúng không? Chứ anh có biết David Dương làm cái gì đâu. David Dương có giúp gì cho cái đơn vị một này ở dưới Orange County này đâu. Làm cái mang vác cái bọc lên trên đó, giống như một tờ giấy lộn này. Các anh giống mang những cái bằng nó lợi dụng ở một người Mỹ đó, họ trao những cái bằng đó. Tôi nè, tôi vứt đầy nhà này, chẳng làm cái gì hết. Chẳng thêm được đồng nào hết. Chỉ là một cái như màn trình diễn. Khen đó để mai mốt các anh còn lấy lại được bằng tiền, tức là đi mà mang cái recognition, cái bằng tưởng thưởng đó đi để bán cho David Dương lấy tiền ra ứng cử. Thế rồi thằng Charlie mới mạnh trí cũng vậy. Thì không hiểu là cái giám sát viện ở bên anh ấy, chắc tôi cũng phải viết thơ về trong giám sát viện giống như là thành phố Westminster ấy. Cái bằng đó bao nhiêu người ký trong đó, hay là chỉ có đơn vị một của Andrew Đỗ, hay cả năm đơn vị?
Charlie Nguyễn Mạnh Chí là tôi đã viết lên rồi và nó đã vi phạm rất nhiều lần. Thằng Charlie Nguyễn Mạnh Chí lần này tôi nghĩ rằng nó sẽ có vấn đề, bởi vì cư dân họ đã đặt vấn đề rồi thì trước sau là chuyện sẽ đến. Bức hình của clip trên Charlie Chí Nguyễn biết sợ bị khui ra đã giả mạo chữ ký của hai đồng Việt là Kimberly Hồ và Carlos Manzo trên bằng vinh danh trao cho tên lai trệt David Dương của hội Ma và bà, nên Charlie Chí Nguyễn đã cố tình lấy nguyên bàn tay của hắn ta để hầu che lấp hình ảnh có cả hai chữ ký cuội. Do hắn cố tình tạo ra đúng là trò mèo quá ấu trĩ, thô thiển và vụng về của tên gian chùi mép quá dốt. Quá rõ ràng là Charlie Chí Nguyễn, Nam Quan Nguyễn đã và đang cố tình ngồi xổm lên luật pháp vi phạm tội hình sự như tham nhũng, vì cả hai tên nhận được tài trợ để tham dự của bọn Liên minh Dân tộc Việt Nam do tội phạm khủng bố ở Nam Hàn Nguyễn Hữu Chánh AK Chánh Bịp tổ chức, hội Ma Va Ba do Lai Chẹt David Dương tổ chức, giả mạo chữ ký do chính Charlie Chí Nguyễn chủ chốt, và Brown Act do Charlie Chí Nguyễn và Nam Quan đã bàn thảo trước và hiện diện để phát bằng khen cho hai tên Nguyễn Hữu Chánh AK Chánh Bịp thoái thân của khủng bố và tên Lai Chẹt David Dương hội Ma Va Ba hoàn toàn không mang lợi ích và đóng góp gì và có thể gây xáo trộn cho thành phố Westminster. Cây kim luật pháp sẽ lôi chúng ra vòng móng ngựa, vành móng ngựa sớm trong nay mai mà thôi, và hậu quả chắc chắn phải trả giá trong nhà lao. Đó là độc giả tôi viết đấy nhỉ. Clip trên sẽ giúp cho nhà báo về thêm về tội tham nhũng của Charlie Chí Nguyễn, Nam Quan Nguyễn, vì đã tham dự hội Ma Va Ba và tiền di chuyển phi cơ xe cộ, đài thọ tiền ăn ở khách sạn The Luxe và bữa tiệc sơn hào hải vị tối ngày 25 tháng 2, 2023. Trên $50 cần phải khai báo mẫu 700 cho sở thuế IRS hết hạn là ngày mùng 3 tháng 4. Đáng lý ra thì Charlie Chí Nguyễn và Nam Quan Nguyễn phải công khai nói rõ là chúng đã dự tham dự trong phần đầu của buổi họp trong hội đồng thành phố tối ngày mùng 8 tháng 3 2023 vừa qua, nhưng hai tên này cố tình lờ đi sau khi chính tên Charlie đã nói về chuyện phải công khai trước phiên họp này. Hai tên đã vi phạm quá nhiều về luật hình sự, chúng khôn hồn thì nên từ chức, tin chắc là chúng sẽ bị bóc lịch. Vâng, thì thưa bạn Thắng Nguyễn, thì cái trong có tờ bao tờ cái mẫu là 700 gọi là khai báo chi phí mỗi đi công tác của các dân cử thành phố, thì ông Charlie Chí Nguyễn đã không biết đã khai báo chưa,
Nhưng mà nếu mà khai báo thì càng chết nữa. Là bởi vì đấy, nếu mà ông lấy tiền của thành phố ông đi nữa thì ông sẽ được trả làm hai lần. Tại vì ông cho là ông David Dương ông trả hết rồi. Mấy người này đâu mất tiền gì đâu. Tại nhà trong lá thư của tôi có nói là tôi có hỏi thành phố đó. Họ đi bằng tiền riêng hay là sao? Mà khi đã đi như vậy thì họ sẽ lấy cớ là đi công tác. Thì họ sẽ gửi hóa đơn vào thành phố đúng không? Thì thành phố cho biết là hóa đơn là bao nhiêu. Vâng thưa các bạn, những cái chuyện này nó có rất nhiều. Và đây là cái link của cái video mà bà Kimberly Hồ đã cho biết. Tôi gửi lên các bạn để vào các bạn có thể vào xem bà nghị viên Kimberly Hồ đã đưa ra những cái lỗi của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng như Nam Quan Nguyễn khi dùng tư cách là thị trưởng và phó thị trưởng lên tham dự. Anh có quyền nói rằng anh là thị trưởng nhưng anh không có quyền đại diện cho thành phố nếu anh không chính thức được thành phố cho phép làm chuyện ấy. Thì cái mà video mà Trần Thái Văn nói ở trên Trust Media Network của Nam Quan đã nói lên một cái không phải là cái trình độ nữa mà đây là gọi là cái gọi là không biết giải thích làm sao để mà gọi là giống như Nam Quan á thì nó thay vì chữa cháy thì đổ dầu thêm vào lửa, tức là nó nói vớ va vớ vẩn. Còn anh là luật sư, anh đã không giải thích được mà anh lại còn chửi những người phản đối chuyến đi va ba của các anh như là những người chống đối, rồi anh còn thách thức rằng ấy được rồi thì chúng ta chờ 2024 đi. Lần trước rất nhiều người không biết về Nam Quan và Charlie Nguyễn Mạnh Chí, bây giờ đó thì hầu như tất cả, hầu như những người ủng hộ, tôi nó không nói là tất cả nha, hầu như những người ủng hộ họ bắt đầu sáng mắt ra rồi, họ đã hối hận những cái gì họ đã bỏ phiếu nha. Chính là Ngô Kỳ nó viết một cái lá thư cho Charlie Nguyễn Mạnh Chí, nó nói rồi. Nó nói là Charlie Nguyễn Mạnh Chí trả lại cái phiếu bầu của tôi năm 2016 đấy. Tôi nói Ngô Kỳ là theo luật bầu cử phiếu anh đã bầu rồi thì anh không đòi lại được, không phải là món hàng anh đi ra anh mua xong anh trả lại. Ngoài ra thì có một số cái vấn đề linh tinh. Ngày Quốc hạn sắp sửa tới ạ. Thì tôi không hiểu tại sao lại có chữ quốc hạn. Quốc là nước, hạn là hận, là hận thù đó. Quốc hạn tức là mình hận thù nước à? Tại sao mình hận thù nước? Mình không giữ được, mình mà bỏ, mình chạy, mình đu càng mà mình lại hận thù nước. Nên nếu mà cận miền Bắc thì sao mình không chửi là cộng sản hận mà lại đề là quốc hận?
cái người mà đặt ra cái chữ quốc hận đó là nhóm Việt Tân. Thì Việt Tân nó hỏi là tại sao lại quốc hận. Mà tôi nói thật là đầu tiên tôi khi mà từ sau ngày 30/4/75 tôi mới nghe chữ quốc hận. Quốc hận tức là hận nước, rõ ràng quốc là nước, hận là thù, là hận thù. Bởi vì họ không có thể dùng một cái chữ gì hơn nữa. Mất nước thì cũng không được nữa, tại vì nước còn đó thì sao là mất. Nhà tan cũng không được nữa, nhà còn đó sao gọi là tan. Nước không mất, nhà không tan thì sao lại quốc hận. Và cái tổ chức 30/4 này là do cái thằng Việt Tân nó dịch dây ra thôi. Nhưng mà cái vụ mà hỏi thăm Nguyễn Mạnh Chí có đi Việt Nam hay không, chắc là Nguyễn Mạnh Chí cầm học. Vâng thưa các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và xin lỗi là thôi vì bên Mỹ đổi giờ thành ra không kịp thông báo các bạn, hai ngày hôm nay lại không vào, thành ra nhiều bạn đã vào hơi trễ. Thì bắt đầu ngày mai tức là 11 giờ tại Việt Nam chúng tôi sẽ bắt đầu live stream, tại vì lúc đó bên Mỹ là 9 giờ. Thì live stream 2 tiếng là tới 11 giờ. Thì bên Việt Nam lúc đó là bây giờ bắt đầu, bây giờ là các bạn là mới là 1 giờ đúng không? À cái chuyện Hoa Lê, ông Phan Kỷ Nhân nói 2020 về tiếp quản Sài Gòn. Cái chuyện này tôi nghe nói không phải 2020 mà tôi nghe hàng năm. Cứ nói là năm tới chúng ta sẽ cắm cờ trên dinh Độc Lập. Năm tới chúng ta sẽ cắm cờ trên chợ Bến Thành. Hoàng Duy Hùng thì bảo cắm cờ trên Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Nguyễn Hữu Chánh thì thả bong bóng cờ Việt Nam. Toàn là những hoang tưởng không. Vâng, cảm ơn Trung Trần và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ăn trưa thì được bữa cơm trưa ngon. Đúng rồi đấy, tại sao nó hận đất nước. Quốc hận tức là hận đất nước, hận quốc gia. Và bởi vậy là dùng cái chữ rất là tôi thấy buồn cười. Rồi nó còn đeo tang đấy. Đeo tang tức là mất rồi. Nó như bố mẹ chết, mình đeo tang tức là bố mẹ chết rồi. Nó chết là làm sao sống lại được. Còn treo cái cờ Việt Nam Cộng Hòa lên, còn cái thắt cái nơ đen lên trên nó nữa. Rồi có kỳ nó buổi tối nó thắp nến, nó để băng tăng, đeo tăng, làm cái lễ để tăng, quấn tăng. Mà mẹ, bố mẹ chưa chết tự nhiên đi quấn khăn tăng, ngồi ra ngoài đường, quấn khăn tăng. Toàn là chuyện đuổi bu. Vâng, xin chào tất cả mọi người.